hai chiến sĩ cộng sản cùng chung một lý tưởng cao đẹp, anh dũng, kiên trung. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, hai đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ được khắc họa đậm nét qua vở cải lương Sáng mãi niềm tin trong chương trình Quà điệu đất chính rồng số tháng 2 năm 2015. Tham gia vở diễn là các diễn viên đoàn văn công của khu chính: Thanh Nhường, Ngọc Quyền, Cẩm Nguyên, Xuân Chúc, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Kha. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV Cần Thơ 1 vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2015. Khán giả nhận vé dự xem chương trình tại trường quay S1 VTV Cần Thơ, số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.